Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sing Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video mới nhất bên em đang bán cho tất cả các bác. Hôm nay thì có một cái dòng súp sạc Vin Vega. Đây này, hàng của sạc Vin Vega nhé. Đây là dòng súp điện sạc Vin Vega, mã của nó là CVHF A21S. Đấy, sạc Vin Vega bát 60, súp điện bát 60. Đây là những cái thùng mà đã sơn CE ok rồi và sẵn sàng đến tay các bác nhé. Thùng này, mặt cái lưới của nó là cái khung nhôm toàn bộ luôn. Đây, bên trong nó đây được sơn CE lại rất đẹp và bao zin, bao xịn, bao các kiểu cho các bác nhé. Thấy chưa, thùng nó rất chi là hầm hố gấu. Đây là bo công suất của nó này. Để bo công suất, bo công suất của nó đây, nguồn to, bo công suất nó nằm ở đây, cái nằm đây hết toàn bộ đây. Bên trong nó có bốn cái tụ này, nhìn rất rõ luôn. Đây là bát 60 nhá, bát 60 thì em cũng không có nhiều, em chả có nhiều đâu, có độ khoảng 60 quả thôi, không có nhiều, có độ 60 quả thôi nhá. 60 quả. Đây là cái lưới của nó này, lưới của nó là bằng nhôm nguyên khối, nó rất dày và rất cứng cáp, có khi rất chi là chắc chắn trong quá trình vận chuyển là đảm bảo độ ok. Đây là sơn sần này, sơn sần rất đẹp, hàng sạc Vin Vega. Được chưa? Con này thì nó cũng rẻ thôi, nó có 17.500.000 một quả nha các bác nhé, một quả, giá đó đã bao ship đến tận nhà các bác. Đấy, anh em được test thử, chạy thử ok. Màng gân đỏ này, cái dòng sạc Vin Vega này nó có cái hai loại mà gân đỏ này thì nó dạng cao cấp hơn, và gân đen nữa, nhưng mà gân đỏ này là hàng xịn này, hàng cao cấp này của nó, hàng chính hãng đấy chứ không phải hàng đâu ấy vớ vẩn đâu ạ, đúng không ạ? Từ này các bác nhìn, quả từ kép khung xương nó to, từ này cực kỳ đại luôn. Rồi ok, anh em nào quan tâm đến sản phẩm này thì nhắn tin qua số điện thoại 0398 192 198 giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.